Hay chú. Hello. Hôm nay anh có chơi game không? Không. Anh lại tới 4 giờ anh nghỉ. Tại vì NASA đang đang ngủ bên á. À. Anh cũng không nói to được, nói to lỡ khi không ai dỗ nè. Hồi em xem anh nhiều lắm luôn không? Ok, cảm ơn em. Cảm ơn em đã quay trở lại và xem anh nhiều thêm một lần nữa. À, thực ra thì bây giờ thì mỗi mỗi thứ bảy hàng tuần thì mình sẽ có một chút thời gian khoảng tầm 2 giờ mấy đó, live tới 4 giờ 4 rưỡi. À, hôm nay thì mình chắc là mình sẽ live tới 4 giờ 10. Live tới 4 giờ 10 thì mình đi chơi với NASA. Nên tranh thủ mọi người nếu mà đang xem thì cứ xem đi. Tới 4 giờ tôi off rồi, 4 giờ 10 tôi offline rồi. Nhìn giống AF Mobile, sao mấy người cứ bảo tôi nhìn giống AF Mobile thì thề luôn á. Ông nội đó với tôi là khác nhau rồi đó ơi. Ai cũng kêu ra nói tôi là Nguyễn Hữu Sang, Unbelievable được chưa. Ông AF Mobile là cái ông gì mà làm ở trên YouTube á. Cái tên này mọi người nhìn lên trên tên của tôi nè, Nguyễn Hữu Sang. Đứa nào mà kêu là ước gì quay lại được như hồi trước là chắc là đứa đó là già lắm rồi. Hồi đó mê anh như cái gì luôn á. Cảm ơn em. Giờ hết mê rồi đúng không? Giờ lớn rồi hết mê rồi đúng không? Hồi đó là tôi chưa có vợ cũng nhiều người mê lắm á. Nhưng mà sau khi có vợ thì càng nhiều người mê hơn nữa. Cái rồi có con rồi cái người ta còn mê hơn nữa. Thế là bỏ game rồi hả? Mấy người mà kêu tôi bỏ game này, nhớ nha, mấy người kêu tôi bỏ game mà mấy người chuyên gia bỏ tôi xong quay trở lại kêu tôi bỏ game, tôi tức lắm. Nhưng mà không sao, tôi không giận mấy người đâu. Đôi khi có những sự hiểu lầm mà làm tim tôi đau buồn quá. Cảm ơn mọi người đã tặng quà cho mình nha, quá trời quà rồi. Hôm nay được 144 cái bông hồng rồi. À, các bạn mới vào à chưa biết đúng không? Quăng hết quà cho tôi cái gì nữa chứ, để quà trong trong túi làm chi đúng không, để trong túi thì cũng quăng mà, thay vì quăng ở chỗ khác thì quăng ở chỗ tôi nè. Tính ra cũng nhanh các bạn ha, mới đó mà Free Fire cũng 7 năm mà. Kể về thời huy hoàng của anh thì anh cũng không biết là thời huy hoàng là cái thời nào nữa. Anh chỉ biết là anh bắt đầu làm cách đây khoảng tầm 8 năm trước. 8 năm rồi. Ôi 8 nhau. Ôi 8 năm là tính ra bạn nào mà xem anh từ cái thời mà kỳ đầu mà là thời Napoleon mà khủng long còn mặt còn đuôi á thì chắc là bây giờ chắc có vợ có con luôn rồi ha. Giống như các bạn streamer mà làm từ thời của mình á, bây giờ có vợ có con hết rồi. Và đây là người dẫn dắt tôi vô con đường Free Fire. Bé nói làm giống như là mình dẫn dắt vô cái con đường nghiện ngập hay không bằng á. Để chơi Free Fire chơi ít thì vui, chơi nhiều thì nghiện. Thực ra đợt trước á, cái lúc mà mình còn làm game á, cái lúc mà gọi là thời huy hoàng của mình nha, bây giờ mình kể nè. Cái thời huy hoàng của mình á là mình luôn luôn đi tìm những người nào đó mà người ta đủ lớn, mình hỏi cái câu hỏi đó đó vào cái thời huy hoàng của mình đó. Nên là các bạn sẽ, nếu mà các bạn hiểu sâu về câu nói của mình, các bạn sẽ hiểu cái thời huy hoàng của mình, cái thời mà nhiều view nhất của mình luôn luôn đi tìm những cái người mà người ta lớn hơn mình, người ta trưởng thành hơn mình để hỏi là anh ơi, có cách nào để mà cải thiện lại cái tâm trạng của mình hay không, có cách nào để mà làm cho tâm trạng mình đi lên hay không. Vì cái thời huy hoàng của mình áp lực lắm, ngày nào mình ra video cũng phải cười 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 cười, livestream ngày nào livestream cũng phải cười 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 cười, sáng bị mẹ chửi xong rồi chiều lại cũng phải cười, trưa bị bố chửi chiều lại cũng phải cười, nhà có vấn đề gì chiều lại cũng phải cười, cãi nhau với bồ cãi nhau với vợ chiều lại cũng phải cười, hoặc là đang bực tức chuyện gì đó chiều lại cũng phải cười, tối lại cũng phải cười cười cả đêm. Nên là tối lại anh hay đi tìm những cái người nào mà người ta trưởng thành hơn mình, anh hỏi cái câu giống em á là
anh ơi có cách nào để cải thiện lại cái tâm trạng của mình hay không? Anh luôn hỏi câu đó. Anh ấy là hình ảnh tôi ngưỡng mộ, luôn nhường nhịn không hơn thua nể thật. Có đấy, hồi xưa tôi có đó. Hồi cái hồi mà mình mới làm về YouTube á, có hơn thua đó. Kiểu mình cố gắng để hơn người này hơn người kia, rồi cũng có tranh cãi đó. Nhưng mà sau một thời gian làm, cách đây khoảng tầm từ cái lúc mà mình 3 triệu sub đổ đi á, kênh mình 3 triệu sub đổ đi á, thì từ cái thời điểm đó là mình hết hơn thua rồi các bạn. Mình chẳng muốn cãi lộn với ai cả. Từ cái thời điểm đó mình cũng chẳng muốn drama, dramu, hay là cũng chẳng muốn theo kiểu rằng là phải lên tiếng vì cái điều gì bất bình trong cái giới của DeFi cả. Và dần dần mình thấy cái giới mà cứ drama qua lại, mình cảm thấy nó rất là mất cười á, mình cảm thấy nó rất là mất thời gian và nó không cần thiết đối với mình á, nên là mình cũng không centra, cũng không enjoy vào cái giới đó, mình tách ra cái giới đó, mình không thích giao lưu với cái những người mà người ta hay drama ở trong đó, nên mình không thích thôi, nên là mình cũng không nói chuyện, cũng ít làm những cái vấn đề gì liên quan đến drama hay nọ. Từ đó đến bây giờ là cũng được mấy năm. Cái đứa nào mà kêu xem anh từ hồi lớp 2 và giờ lớp 10 rồi, xạo xạo đấm vô một đống. Đi đâu đó? Cho nè, cho cục này nè, qua đây, mau lên. Trời ơi. Trời ơi sao mặc quần. Trời ơi. Nè, cho cái cây này nè, cây này đã lắm nè. Cây này là cái cây mà bữa con gõ bể cái chuông á. Hello mọi người đi con. Hello. Không, lấy cây này nè. Cho nó ngầu đó, đúng rồi. Hello. Hello sao? Ok, rồi. Hello rồi đó mọi người. Bye bye thì sao? Còn bye bye thì sao? À, bye bye hả? Bye bye thì đi xuống nha. Chịu không? No. Gõ đây nè, gõ đây nè. Gõ đây nè. Nói giỡn mà. Nói giỡn mà. Không, gõ đây nè. Gõ đây nè. Đó, gõ đây nè. Đó. Đó, gõ ra, gõ vô. Đúng rồi, gõ đi. Đúng rồi, gõ đi. Sao không dám gõ? Cho em hỏi là 3 năm sau anh có làm YouTube nữa không? Có. Vẫn làm. Làm bình thường. Mà đối với anh thì YouTube không phải là công việc đâu, nó là đam mê ấy, nên là anh không xem nó là công việc. Nên là có nhiều người hỏi anh là rồi khi nào anh bỏ nghề, anh sẽ nói rằng là anh có làm ngày nào đâu mà bỏ nghề. Mình thấy rằng là có một số bạn comment ở trong đây là nhớ anh ngày xưa quá, nhớ những kỷ niệm quá, rồi AS của ngày xưa đâu, rồi nhớ hồi năm 2019 quá, nhớ lại video cũ quá. Thì cũng đúng thôi. Tuổi trẻ của bạn mà, tuổi thanh xuân của mọi người mà. Mỗi người sẽ có một cái tuổi thanh xuân. Và tại sao các bạn nhớ? Thì thực ra là cái thời điểm đó các bạn vui quá. Mới nhắm mắt một xíu qua 3 4 năm bây giờ các bạn phải đi làm rồi. Các bạn ra trường rồi, hoặc là các bạn phải đi học đại học. Xong rồi hoặc là các bạn lên từ lớp 5 lên lớp 9, lớp 10 gì đó, các bạn sẽ nói là nhớ như thế. Thanh xuân của mình mà trôi qua như trôi qua nhanh một một cách chóng vắng, nên các bạn bây giờ các bạn muốn tìm lại cái cảm giác đó đúng không? Các bạn muốn tìm lại cái cảm giác mà hồi hồi nhỏ mình còn có thời gian mình coi ông ấy Popeye, hoặc là chơi Free Fire, hoặc là cái này cái kia. Như các bạn biết á, qua rồi nhớ nó chỉ là một phần thôi. Tại thời điểm đó nếu như mà các bạn vẫn lêu lỏng rong chơi hay là gì đó thì bây giờ các bạn nhớ là đúng rồi. Hồi nhỏ của mình á, thực ra thì cái tuổi thơ của mình nó khác với lại là mọi người, là cái thời mà mình còn học lớp 1 cho tới lớp 9 á, là không có điện thoại, internet thì cũng hiếm lắm,
Nên là bọn mình sẽ chơi những cái trò chơi dân gian, chơi những cái trò chơi khác thay vì là chơi điện thoại nhiều. Nhưng bây giờ thì các bạn sẽ tập trung đa số là thanh xuân của bạn nằm trên điện thoại là nhiều. Ở ngoài thì ít lắm. Người đàn ông của em gả người khác. Nhưng em sợ tha thứ cho, nhưng em sợ bị tổn thương thôi. Tình cảm thì các bạn không biết được. Mỗi người là một cuộc sống riêng. Nếu như mà mình muốn sở hữu người khác á, thì không bao giờ được đâu. Giống như trong tình cảm vậy. Khi mà mình nói rằng là người đàn ông của mình hoặc là bồ của mình thì cái đó là sai hoàn toàn, không có cái gì của mình hết. Người ta là của người ta, đời sống của họ là của họ, không có cái gì của mình cả. Mình chỉ vì mình muốn sở hữu người khác nên mà mình nghĩ rằng là người ta là của mình, xong rồi ép người ta phải làm theo những cái điều mà mình nhớ. Không được đi đâu chơi, phải ở nhà, không được này kia, không được như thế này, không được như thế kia. Đến khi mà người ta không vâng lời mình thì mình đâm ra mình đau khổ, mình đâm ra mình mệt mỏi, mình kiệt quỵ, mình bị tổn thương. Đó là do mình chứ do ai. Do mình muốn sở hữu người ta, trong khi người ta đâu phải là của mình đâu. Người ta được ba mẹ sinh ra, người ta lớn lên, người ta có đời sống của họ. Mình yêu nhau rồi mình cứ nghĩ rằng là người ta là của mình. Thật ra nói đã biết yêu là khổ mà cứ đâm đầu chịu lỗ để yêu. Và mọi người hỏi là ừ anh ơi anh hết thời hay là anh không còn được nhiều view không được, mình cũng không quan tâm mấy cái đó. Thật ra làm tới bây giờ làm 8 năm rồi, quan tâm gì ba cái view nữa, quan tâm gì ba cái live stream rồi view, rồi quan tâm gì đến những cái thời hay không còn thời nữa. Làm 8 năm rồi thời với không còn thời chấm hỏi luôn á. Hồi xưa làm 1-2 năm thì nghe nói còn thời đồ gì thì nghe còn kia nha, còn bây giờ mọi người nói sao cũng được. Mọi người nói ông AS ông hết thời cũng được, mà mọi người kêu rằng là ông AS ông chẳng là cái gì nữa thì cũng được, không sao cả. Miễn sao ở nhà mình chơi với con mình cảm thấy vui là được rồi. Sáng mình chơi với sáng như thế này thì một ngày của mình á nó cũng đơn thuần lắm. Một ngày của mình thì sáng là tối á, thì mình ngủ với NASA, mình chăm NASA. Tối thì NASA tè thì mình thay bỉm, sau đó thì mình cho bú sữa đêm, bú sữa khoảng độ đâu đó lúc 4 giờ sáng đó. Thì tầm 5 giờ kém là mình dậy rồi. 5 giờ kém mình dậy thì mình đi tập thể dục xung quanh. Xong rồi 5 giờ thì mình kêu bà Suna là tới nằm gần con, rồi mình đi tập thể dục. Tập thể dục về độ đâu đó khoảng tầm 6 giờ rưỡi. 6 giờ rưỡi thì mình chuẩn bị đồ, dọn dẹp nhà, dọn đồ chơi của NASA này nọ, xong rồi chuẩn bị đồ ăn cho NASA. Xong rồi hai ba con xuống công viên ăn. Hai ba con xuống công viên ăn đồ ăn xong rồi chơi ở dưới đó. Chơi tới 8 giờ lên thì bà Suna bà bắt đầu là tắm rửa cho NASA, chơi mồ hôi mồ kê quá trời luôn. Xong rồi tắm rửa cho NASA, xong rồi NASA đi ngủ. Đi ngủ thì mình đi làm, mình làm clip nè, rồi lâu lâu rồi mình đi học, lâu lâu thì mình học tiếng Anh, lâu lâu thì mình ngồi đọc sách. Xong rồi buổi trưa thì lúc mà NASA ngủ á, thì hai vợ chồng mình tranh thủ là ăn cơm. Ăn cơm NASA dậy thì đút cơm cho ăn, ăn xong rồi chơi với NASA tới chiều. Chiều chơi với NASA tới chiều, chiều dẫn NASA đi xuống công viên chơi tiếp. Xong rồi chơi xong rồi lên nhà thì cũng lau người lau mình cho NASA, rồi cho NASA sữa, rồi cho NASA đi ngủ. Đi ngủ thì hai vợ chồng mình bắn Free đấy. Một ngày của mình nó là như thế đấy. Em năm nay 21 tuổi rồi, em cảm thấy chênh vênh, không biết lựa chọn con đường nào phù hợp với bản thân nữa. Con đường nào nó cũng là con đường phù hợp hết em ạ. Em cứ lựa chọn đi. Lựa chọn rồi đi đi, nếu không được phù hợp lựa tiếp. Mình được đi mà, được được quyền chọn mà, đâu ai bắt ép mình đâu. Nên là mình có rất là nhiều con đường đúng không? Chọn đại đi, đi đại đi. Đi sai rồi quay lại đường khác đi tiếp, sao đâu. Rồi ít ra mình cũng đi được hai con đường, hoặc là lựa chọn hai cả hai luôn đi. Đấy, kiểu vậy á.
Nhưng mà thật ra thì nếu như các bạn nói là chỉ được phép lựa chọn một con đường thôi đúng không? Thì cứ lựa được một đại một con đi, cái nào là cũng tốt hết á, cái nào cũng cũng giúp cho mình phát triển hơn hết á. Nếu mình lựa sai á, thì mình biết mình sai, mình lựa lại không sao hết.